Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa đến từ hãng Fisher, lưới gỗ rất là đẹp mắt nha. Đôi này cũng đã gần nửa năm rồi thì mới có hàng lại để phục vụ anh em. Thì anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm một đôi loa để nghe nhạc vàng bolero thì xin mời anh em cùng với Khôi mình sẽ quan tâm cặp này, tại vì cặp này rất đáng chơi, rất đẹp anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa máy gần hơn để quay cho anh em xem ha. Anh em thấy lưới gỗ rất đẹp ha. Đó, cái lưới ngày xưa mà là bằng tay để tạo ra những cái lưới này là rất đẹp ha, rất độc đáo luôn đó. Rồi về cái thùng gỗ thì cặp này là thùng gỗ làng anh em, rất đẹp luôn. Nhiều lúc anh em lại nghĩ là loa này loa mới, loa Trung Quốc ha, nhưng mà thật sự đây là cái cặp loa của hãng Fisher, rất tuyệt vời, rất đẹp anh em. Nói chung là về ngoại hình là không có gì để chê, vuông vức đẹp ha, đẹp dễ sờ luôn á đó. Anh em quá đẹp luôn, quá đỉnh, quá đẹp. Mình sẽ quay cận cận chi tiết hết cho anh em cùng xem ha. Cái lưới gỗ rất đẹp ha anh em, không có bị đứt mẻ chỗ nào hết. Có nhiều cặp về á, nó bị gãy mất anh em, bảo quản không kỹ á, nó bị gãy ha. Cặp này rất đẹp đó, đưa cho anh em xem chi tiết. Mấy con đốc này là mình vằn sát vô này ha, nhưng mà Khôi thì Khôi tháo ra sẵn để tí nữa mình tháo lưới anh em, mình tháo lưới cho nó mau á. Tại vì đó, ok ha. Rồi bây giờ mình Khôi quay cho anh em xem phía sau luôn, rồi tí nữa Khôi sẽ tháo cái e căng đó. Cái này còn vuông vức luôn anh em ha, không bể nợ nè. Thì cái cặp này là Fisher 105 anh em nha, 105. Nó bị mất cái tem, do là tem giấy nên là nó bị chóc này, nên bấm này, cái hãng này họ bấm chứ không phải là dán như bên AR, nên là nó dễ đứt lắm nha. Cầu loa thì mình nhấn vào, mình bỏ đây cầu loa anh em ha, nhấn vào. Còn thùng anh em đây, vuông vức ha, không bể nợ này, gỗ chắc chắn anh em nha, gỗ chắc chắn. Đó, rất đẹp, nói chung là đẹp tuyệt vời ha. Đó, bên này cũng vậy nè, mấy cái chỗ này là vết keo này, vết giấy á nha. Khôi cũng chưa chùi luôn tại vì phía sau mình không quan tâm, còn nếu như mình chùi thì mấy cái chỗ này mình vẫn chùi được này anh em nè. Chùi là đẹp ha. Đó, ok. Đó, tại vì phía sau nên Khôi không có chùi nha. Đó, rất là tuyệt vời, vuông vức đẹp. Rồi ok, bây giờ thì anh em đợi Khôi nè, Khôi sẽ tháo cái e căng ra, mình sẽ nói tiếp về cái phần cấu tạo bên trong nha. Thì thật ra những cái cặp loa hàng thì cũng không cần phải tháo đâu, nhưng mà tiện là lúc mình đi tháo ra để làm gân, nên Khôi quay luôn cho anh em xem ha. Rồi, đây mình đã tháo cái e căng ra. Cái e căng này nó có hai lớp anh em nha. Mình có thể là tháo cái gỗ ra mình xài lớp trong nếu mà anh em thiết bổ ha. Đó. Rồi đây mình sẽ nói về cái thiết kế của nó. Thiết kế ba quay nè, ba quay là chuẩn của loa anh em, lưu ý ba quay là chuẩn của loa. Ví dụ JBL 100 Century thẳng hàng là ba quay đó, đó là cái, hoặc AR nó cũng là ba quay, là gồm có một bát, một trung và một chép. Đó là chuẩn của loa. Còn nhiều cặp loa thì họ thiết kế nhiều lên, nhiều trung nhiều chép chẳng hạn, thì đó là theo một số cái yêu cầu hoặc là họ muốn làm nổi bật cái giải đó thôi. Nhưng mà nhiều quá thì nghe nó lẫn lộn, khó nghe, khó ghép. Theo Khôi là như vậy. Rồi bây giờ mình nói về này, thiết kế bát 30 này, bát giấy, mũi vải và gân mút này thì mình đã thay anh em nhé, thay mới. Tại vì cái dòng loa mà Fisher 105 này á thì bắt buộc phải thay nhé, nó mục quá, mình phải thay lại. Rồi và chung giấy, chép giấy nha, thì Khôi sẽ nói về cái phần này. Thì những ai mà ở Việt Nam mình á đã yêu nhạc vàng thì nên lưu ý là chọn loa là có cái chung giấy, chép giấy, tại vì hai cái phần này nó rất mộc mạc, nó thể hiện được sự mộc mạc của nhạc vàng phù hợp với cái dòng nhạc ở Việt Nam. Cái chung này 16 xăng này, chung giấy này, và gần thì gần bánh bò này, rất là mềm ha, gần bánh bò thì khi mình nghe lời nó rất là rõ ràng và cái trung âm nó rất là rộng nữa đó, rất là tuyệt vời. Còn với cái chép giấy nó rất là mộc mạc anh em nha, chép này là nghe nhạc vàng là số 1 này, nó thể hiện cái được cái sự mộc mạc mà cần có phù hợp với cái thể loại nhạc Việt Nam. Rồi, cái cụ loa đây nè, và đặc biệt cái đời này là cụ Anicon, nó đánh bát rất là sâu và mềm, đó là cái nguyên tắc của nó. Còn với đây nè, thấy này, cái màng nhúng này, đó,
cái đầu nhún nữa, nên nó sẽ đánh rất là êm. Rồi, có một cái điều đặc biệt Khôi muốn nói đây nữa là Khôi thảo ra cho anh em là vì có cái sự đặc biệt. Cái bông mút đó nè, một cái bông mút tiêu tán thôi, nhưng mà cái hàng này họ làm từng cục nha, một cục này, hai cục này, ba cục, bốn cục này, năm cục này, sáu cục này, từng cục một chứ không có làm một cái tấm. À, anh em thấy không? Cũng có một cái sự khác biệt. À, mà rồi phần tiếp theo là mình nói về cái phần phân tần đây, nó nằm phía trong này ha. Đó, có sửa cái máy lên tí nha, máy nó hơi cao anh em sẽ khó nhìn đây. Ok, có đưa thấp xuống tí. Rồi thì cái phân tần cũng khá gấu anh em ha. Đó, bên này nè, cuộn dây nè, cuộn dây dài nè, cuộn dây nè, đó, cả cái tụ này của Mỹ nè, đó anh em nhìn đây nè, đó ha. Đó, thì ok chưa? Rồi, thì nói thiết kế như vậy đi, thì mình hiểu như vậy. Nhưng mà mình quay để cho anh em biết là nhiều anh em cứ sợ là lo không có phân tần. Chắc chắn anh em dùng loa Mỹ Fisher, Mỹ nồi là có phân tần ha. Rồi, ok, Khôi đã giới thiệu xong rồi ha. Thì về cái mức giá thì Khôi sẽ báo luôn ở đây, thì chắc chắn là sẽ làm cho anh em rất hài lòng. Cái cặp này Khôi đã bán vài lần rồi anh em, cuối năm vừa rồi cũng đã bán. Nhưng mà có rất nhiều người hỏi mua, nhưng mà là chỉ có một cặp duy nhất. Nên hôm nay anh em nào có nhu cầu khi xem được clip này thì hãy chốt nhân và lẻ anh em nhé. Thì mức giá là 13.500.000. Giá cho một cái cặp la Mỹ Bát 30 thì Khôi nghĩ cực kỳ hợp lý luôn. Gọi là phải nói là rẻ chứ không phải là hợp lý nữa nha. Thì rất mong là xin được sự ủng hộ của tất cả anh em, đặc biệt là những anh em yêu nhạc vàng bolero. Cặp này đánh cực kỳ hay nha. Thì còn một cái phần cuối cùng nữa là cái phần phối ghép. Thì anh em sẽ chọn những con âm ly số âm tụ. Anh em ha, Hitachi, Sansui, Fisher hay là Antet, vân vân, những cái món mà Khôi đang có đều đánh được ha. Đánh được Sansui 2000X đánh rất hay. Anh em nào có thì bê cặp này về mà đánh nha. Rồi, bây giờ thì Khôi xin phép kết thúc clip ở đây. Anh em nào mà đã quan tâm mà đã theo dõi kênh của Khôi rồi thì có thể chuyển khoản nha. Còn chưa yên tâm thì có thể cọc 30%. Phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ. Về loa thì Khôi không bao ship, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì Khôi sẽ hỗ trợ ship tận nhà. Còn ở tỉnh thì mình sẽ đảm bảo với em là đóng hàng chuẩn. Tại vì mình đóng 7-8 năm nay rồi thì đều an toàn. Tại vì sử dụng những cái thùng xốp 4 phân nha. Một cái thùng là mua 100 mấy chục ngàn á. Cặp này đóng 2 kiện nên là nó sẽ đảm bảo an toàn đến tay anh em. Nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì Khôi sẽ chịu trách nhiệm nha. Rồi, Khôi xin phép kết thúc ở đây và Khôi sẽ test thử chất âm để anh em cùng nghe. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa hương nhà hàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tim. Nhà nàng cách nhân gần đi, dàn hoa xứ quanh tường, nhìn tan trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai hứa đôi. Họ hàng cô bác lưu nên nhờ nàng ai dừng tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn dư nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ tàu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo đi. Trong ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thơ tha. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao đàn nở vàng để tình tôi rơi.
giàn hoa quanh đường, nhìn sang trên nhớ thương thầm mưa ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa sứ Ga Nam, ước cha thương đại thân họ hàng của bác yêu khê, nhớ nàng hai rừng tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn hương chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ tàu em cứ qua cầu, cuộc tình tan theo đi sâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ bè bàn, hoa tình yêu rụng vỡ, mùa trời tim tim thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng ngỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng ngỡ phù phàng để tình tôi rơi.